thông báo nhanh số 196 của Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 Bà Rịa Vũng Tàu. Bản tin cập nhật đến 18 giờ ngày 4 tháng 11 năm 2021. Tính từ 18 giờ ngày 3 tháng 11 năm 2021 đến 18 giờ ngày 4 tháng 11 năm 2021, ghi nhận 99 ca mắc mới đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Cụ thể, thành phố Vũng Tàu ghi nhận 26 ca, trong đó 4 ca ghi nhận trong khu vực cách ly tập trung, 14 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa, 8 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, trong đó 2 ca tại phường 8, 1 ca tại phường 7, 1 ca tại phường 2, 1 ca tại phường Thắng Tam, 1 ca là người đi từ Đồng Nai về Vũng Tàu, 1 ca là người đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Vũng Tàu, 1 ca là người đi từ Bình Dương về Vũng Tàu. Thành phố Bà Rịa ghi nhận 23 ca, trong đó 3 ca ghi nhận trong khu vực cách ly tập trung, 20 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, trong đó 18 ca tại phường Long Tâm liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Thu, 2 ca là người đi từ Tiền Giang về Bà Rịa. Thị xã Phú Mỹ ghi nhận 23 ca, trong đó 4 ca ghi nhận trong khu vực cách ly tập trung, 19 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, trong đó 11 ca tại phường Mỹ Xuân, 1 ca tại phường Hắc Dịch, 5 ca là người đi từ Đồng Nai về Phú Mỹ, 2 ca là người đi từ Bình Dương về Phú Mỹ. Huyện Đất Đỏ ghi nhận 11 ca, trong đó 1 ca ghi nhận trong khu vực cách ly tập trung, 9 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa, 1 ca ghi nhận ngoài cộng đồng là người đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Đất Đỏ. Huyện Xuyên Mộc ghi nhận 2 ca ngoài cộng đồng, trong đó 1 ca tại xã Hòa Bình, 1 ca là người đi từ Đồng Nai về Xuyên Mộc. Huyện Long Điền ghi nhận 7 ca, trong đó 1 ca ghi nhận trong khu vực cách ly tập trung, 6 ca ghi nhận ngoài cộng đồng tại thị trấn Long Điền liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Thu. Huyện Châu Đức ghi nhận 7 ca, trong đó 4 ca ghi nhận trong khu vực cách ly tập trung, 3 ca ghi nhận ngoài cộng đồng là người đi từ Đồng Nai về Châu Đức. Số ca đã khỏi bệnh trong ngày là 10 ca. Tỷ lệ F0 đã điều trị khỏi bệnh từ ngày 28 tháng 6 năm 2021 đến nay là 89%. Số người đang cách ly tập trung tăng mới vào 245, giảm hoàn thành cách ly 54. Thời gian gần đây, số lượng ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng có chiều hướng gia tăng và phức tạp. Một số người dân còn chủ quan, chưa ý thức tốt việc phòng bệnh, chưa nhắc nhở và yêu cầu người thân trở về từ vùng dịch phải khai báo y tế là nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh xâm nhập lây lan. Do đó, Ban Chỉ đạo đề nghị chính quyền các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động huy động mọi nguồn lực vào cuộc tham gia phòng chống dịch COVID-19. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nêu cao vai trò của mình trong phòng chống dịch và chấp nhận đương đầu với dịch bệnh. Các địa phương cần sẵn sàng với các tình huống xấu hơn để không bị động bất ngờ, bởi dịch bệnh có thể lây lan rộng hơn nữa. Phải luôn duy trì việc ứng trực phòng chống dịch 24/24 giờ, sẵn sàng phương án ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Tiếp tục công tác tuyên truyền để làm thay đổi nhận thức của người dân về tự giác khai báo y tế, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ COVID-19 cộng đồng và vai trò của lực lượng công an cơ sở trong quản lý, kiểm soát người từ địa phương khác về địa bàn, nhất là việc thực hiện khai báo, cách ly y tế theo quy định. Tổ chức tuần tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh, các địa điểm công cộng, các khu vực thường xuyên tập trung đông người, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ban Chỉ đạo tỉnh kêu gọi nhân dân, doanh nghiệp cùng chung tay góp sức, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh, đồng lòng ủng hộ các chủ trương, biện pháp phòng chống dịch mà tỉnh đang triển khai. Thường xuyên nhắc nhở người thân và những người xung quanh nghiêm túc chấp hành các quy định phòng chống dịch. Hãy chia sẻ thông tin chính thống và đấu tranh với các thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận. Tuân thủ đầy đủ thông điệp 5T, tích cực khai báo di chuyển nội địa và quét mã QR qua ứng dụng PC Covid, sổ sức khỏe điện tử VNEID. Khai báo với công an, cơ quan y tế các xã phường thị trấn nơi cư trú, tạm trú, phát hiện kịp thời và báo với địa phương các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, xâm nhập bất hợp pháp vào địa bàn dân cư.